Hôm nay em đi vô vườn. Khỏe không chú ơi? Chú Hai Khương. Và sau một thời gian em chỉ lo tập trung làm video cho Miệt Tứ thứ 11 thì cái vườn em bây giờ cỏ là cỏ. Đây là cái vườn của em. Mọi người thấy em chứ không thấy cái vườn em. Mưa xuống là mồng tới đây. Thanh Thủy ơi, mồng tới đây cưng sẽ được ăn ngày hôm nay. Cỏ nó lên bạc ngàn. Trời ơi, trái này cái gì quên mất tiêu rồi, quên tên rồi. Đây mồng tơi cực kỳ tốt luôn. Ấy trời, lá bự như lá lốt luôn, tha hồ luộc ăn chấm nước tương là ngon nhất. Đi tìm trái dưa hấu, có một trái dưa hấu nhưng mà bây giờ nó mất tiêu rồi. Đây, trái dưa hấu. Còn cái trái dưa hấu đâu rồi? Rồi mất tiêu rồi. Mất trái dưa hấu rồi. À. À. Trời, bây giờ em mới biết chị là Kiều Lan luôn á. Chứ toàn hồi trước kêu bằng Lan không mà. Lan cơm nhồng. Lan bán cái gì vậy Lan? Trà sữa. Trà sữa hả? Cái đó cái gì hay ngon cái gì? Trà sữa bách tráng trộn. Thiệt đó hả? Thiệt chứ bộ. Là sao? Bách độ giặt đó. Nhưng mà cái trà sữa ăn với bánh tráng trộn hả? Là bỏ không, vô ăn chung hả? Trà sữa ăn với trà sữa chứ không có. À trời ơi, chị làm em tưởng là bánh tráng trộn bỏ vô trà sữa. Là ăn xong là đi luôn đó. Cười. Hấp dẫn quá ha. Nhiều ly chế 15 đồng là mắc hơn thì trung tâm đi trời. Bán 10 ngàn thôi. Quá trời mắc ha. Mắc quá trời mắc luôn. Trời ơi, đeo hột sòn nè. Nhận nè bà con. Quá trời luôn. Lan giàu lắm nha. Trời ơi trời, quay cái gì vậy? Em đang quay TikTok. Thôi thôi, đừng có đưa lên. Lên chứ. Trời ơi, đưa lên mà mất công là cháy mạng. Cháy mạng hả? Cháy mạng chứ mà cháy hàng hả? Dạ, về đây cũng vui. Ủa cái này là may cái dắt sổ cho may cái gì đúng không? Trời ơi Lan, sao Lan giỏi đi vậy? Lan, Lan may cái gì mới được? May đồ, sửa đồ, dắt sổ và bán trà sữa, tháng thu nhập 8 triệu. Đúng không? Đúng không? Đâu có dám trả lời đâu bà con, đó là 10 triệu. Xong Lan rồi. Ủa cái này mới mở đúng không? Nhưng mà cái này là ở khu vực nào ta? Cái này là ở Kinh Hạng nè. Kinh Hạng. Kế bên nhà ông Hai Khương là nhanh nhất. Sô cô la Mỹ nha, 15k. Biết làm không trời? Biết thiệt luôn á. Đâu có sô cô la Mỹ là chỉ mua cái sô cô la này về làm hả? Ừ. Rồi ok, đổ vô. Rồi, đổ rồi. Đổ rồi đúng không? Bỏ nước nóng chưa? Chưa. Bỏ miếng nước nóng đi, cho nó loãng ra chứ đặc quá sao uống. Nước nóng phải là nóng. Vậy thôi bỏ nước đá vô luôn đi. Bỏ đá vô luôn nha. Ừ. Trời ơi, bán lý tiền mà kỳ quá à. Kỳ quá. Kỳ phá luôn á. Em không phải bỏ nước lạnh đi. Trời ơi, em không có ăn được bánh tráng trộn. Ủa, Lan ơi, sao Lan không trưng hoa Lan mà Lan trưng nho Mỹ rồi. Lan trưng hoa này là hoa gì đấy? Đề nghị Lan mua ngay hoa Lan gì à? À, đây Lan đây bà con. Lan giả. Chứ không phải Lan thiệt. Trời ơi.
khế. Ai mua không? Lan nè, khế nè, nho nè, cái này em bán. Em đi hái mùng tơi. Chị biết không, em trồng cái gì nó cũng không lên hết, nhưng mà riêng mùng tơi em không trồng thì em ăn cả năm rồi đó.